Xin kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang nghe xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ tư ngày 28 tháng 7 6 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình Bích Thái vào buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Trung, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình Bích thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giống mít hay một số nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giống mít Thái trong thời gian khoảng 1-2 tuần trở lại đây thì giống mít đang có chiều hướng đang đi ngang với mức giá khá là thấp. Khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang, mít nhất dao động từ 9.000, cam lớn là từ 7.000, cam nhì là 4.000 và mít cam ba dao động từ 2.000. Mít chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ giúp giá động từ 2.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mít nhất dao động từ 10.000, cam lớn là từ 8.000, cam nhì là từ 4-5.000 và mít cam ba dao động từ 2-3.000. Giá mít chợ hiện nay ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua mít chợ giúp giá động từ 2-3.000. Khu vực Tiền Giang thì mít nhất dao động từ 11.000, kem lớn là từ 9.000, kem nhì là từ 5.000 và mít kem 3 dao động từ 3.000. Mít chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua mít chợ giúp giá động từ 3.000. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mít nhất dao động từ 5.000, kem lớn là 3.000, kem nhỏ dao động từ 2.000. Mít chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ giống cái đồng từ 1-2.000. Mít xô hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua xô giống cái đồng từ 2.000-3.000. Ở khu vực Tây Nguyên, khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít nhất dao động từ 4.000, kem lớn là 3.000, kem nhỏ là 2.000. Mít chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ giống cái đồng từ 1.000. Mít xô hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua xô giống giá đồng từ 2.000. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô bác, anh chị và các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và thành công. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con.